Xin chào tất cả anh em nhé. Bây giờ là mình sẽ đi gửi hàng, sau đấy là mình sẽ đi tập. Ôi, cả một ngày thì làm bao nhiêu việc. Chiều nay thì vừa có khách để lấy áo ướt các thứ, và bây giờ thì sẽ ra đường. Công việc hàng ngày của mình thì khá là đơn giản, nhập hàng, gửi hàng, đi tập, tối là rảnh lại đi chơi với người yêu, tùy đường môi. Hiện tại là mình sẽ phải mang cái đống hàng này ra giao hàng tiết kiệm để gửi. Ta đang có mặt ở vẫn là về khu nhà mình ở khu cầu Biêu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi ra chỗ giờ tiết kiệm, sau đây chúng ta sẽ đi tập. Nếu mà có thời gian thì mình sẽ làm chi tiết hơn về cái cuộc sống của mình, thì mình làm rất là nhiều thứ, mình làm cả khu nhạc, khu nhiếp các thứ nữa, và mấy hôm nữa thì sẽ làm vlog để tự thu một bài nhạc. Nếu mà anh em thấy hay và thích theo dõi những cái vlog kiểu cuộc sống như thế này thì anh em có thể subscribe trang cá nhân của mình nhé. Cái channel của mình sẽ up rất nhiều thứ linh tinh nhé. Thực sự là cảm ơn mọi người rất là nhiều, bởi vì là mình cũng không nghĩ rằng là cái YouTube của mình nó có thể lên được khoảng 1.200, 1.300 như bây giờ đâu. Sắp lên 1.300 rồi. Ngày xưa mình làm vui vẻ chơi thì lên thấy lên 10, 20 view thì đã thấy là rất vui rồi. Đây là tiết kiệm này. Nhưng mà dạo này thấy nhiều người kiểu support hơn, cho nên là mình cố gắng là làm nó cẩn thận hơn. Hôm nay kiểu gì mà toàn gặp hot girl này. Bây giờ sẽ đi giao hàng. Cái đấy thì em ơi, cho anh mượn cái máy tính bảng đi. Quảng Ninh mà tôi 30. Hôm nay không có cái giỏ để đựng à? Anh cứ để bàn đi, anh cầm bàn. Anh cảm ơn nhé. Thế là xong. Bây giờ là sẽ ra lấy xe và sẽ đi tập thôi. Không biết là hôm nay có gặp chốt giao thông không. Ở đây ngày nào cũng có rất nhiều chốt.
cái đoạn đường này mình đi qua rất là nhiều chốt và thỉnh thoảng các anh ấy vẫn vẫy vào, nhưng mà vẫy vào xong là đầy đủ giấy tờ nó lại đi. Ngày trước thì mình rất là kiểu sợ vào chốt ấy. 141 thì kiểu các anh ấy làm việc rồi các thứ nó khá là hình sự. Lần trước là mình khá là sợ nhưng mà về sau thì quen. Hiện tại là mình đang ra chỗ tập và mình thì tập hip hop ở chỗ Đại Hà Nội, tập b-boy ở Đại Hà Nội và ra đấy thì nó gần giống như ở một buổi xả được test hàng ngày, rất vui. Hôm nay thì sẽ trò chuyện với mọi người về một cái chủ đề trên cái con đường mà mình đi tập. Thì mình sẽ nói về việc kiếm tiền. Có rất là nhiều bạn trẻ nói với mình rằng là em không biết kiếm tiền để làm gì và động lực nào để kiếm tiền là một. Và cái thứ hai nữa là có nhiều người kiểu không biết là đồng tiền nó thực sự là nó có thực sự quan trọng trong cái cuộc sống này hay không. Thì mình sẽ chia sẻ những cái cảm xúc cá nhân của mình trên hành trình mà mình đi. Thực ra là tất cả những cái clip mà mình quay ấy, như này thì là mình vừa đi mình vừa sẽ ngồi nói chuyện với tất cả anh em. Và nếu anh em thấy hay thì có thể chơi cùng mình, nói chuyện cùng mình. Mình sẽ đi thật chậm thôi để có thể nói được nhiều chuyện hơn. Chủ đề của ngày hôm nay sẽ là đồng tiền có thực sự quan trọng không? Và người ta kiếm tiền để làm gì? Đa phần như người khác thì mình không biết, nhưng mà bản thân mình kiếm tiền ấy, không phải là để làm giàu. Mình kiếm tiền là để cho cái cuộc sống của mình nó trở nên an toàn hơn. Khi mà bạn có tiền ấy thì kiểu bạn có thể lo lắng được cho cuộc sống của chính bạn và cũng có thể lo lắng được cho cuộc sống của những người xung quanh nữa. Khi mà gia đình mà có chuyện gì đấy thì bạn cũng có tiền để bạn có thể lo được. Cái cảm giác an toàn là một cái cảm giác mà nó cực kỳ tuyệt vời. Người đàn ông ấy mà giả sử nhiều không có tiền thì cuộc đời của người đàn ông nó rất là chênh vênh. Nhưng mà kể cả cái việc đi ăn nhậu nhá, không có tiền đi góp ấy, thì lâu lâu rồi về sau bạn bè nó cũng sẽ không chơi được với nhau. Người yêu về sau mình không lo được cho người yêu, lo được cho vợ, lo được cho con, vợ con mình cũng sẽ bỏ mình. Mình sẽ không phải đứng nhìn những cái thứ mà nó xảy ra khi mà không có tiền. Ví dụ như kiểu bạn bè mình nhờ giúp ấy, mà đấy là một người bạn rất là tốt thì mình thay vì cái việc là mình an ủi nó là mày ơi mày cố lên, thì thay vì cái đấy là mình có thể đưa cho nó tiền để nó giải quyết khó khăn. Thì thực ra là đồng tiền trong cuộc sống này nó không phải là cái yếu tố để quyết định 100% về hạnh phúc, nhưng mà đa số tất cả những cái gì nó xảy ra trong cuộc đời của mình nó đều phải sử dụng tiền hết. Các bạn để ý nhá, có rất là nhiều người họ được kiểu được người khác tôn sùng, được người khác kiểu kính trọng hay là bởi vì họ giàu lên. Nhưng mà cái giàu lên không phải là bởi vì họ có quá nhiều tiền nên là người ta sẽ tôn sùng họ, bởi vì là cũng ở trong cái cuộc đời này mình cũng có ai xin hai đồng nào đâu. Nhưng vấn đề ở chỗ là tại sao mà họ được tôn sùng, bởi vì đồng tiền nó sẽ là cái thước đo và nó là cái bằng chứng rất rõ ràng cho cái việc là bạn là một thằng đàn ông thì bạn có giỏi hay không ở trong cái sự nghiệp của chính bạn. Khi mà bạn có 8 tiếng làm việc kiểu không hiệu quả ấy, thì 16 tiếng còn lại bạn nên quên luôn. Bởi vì rằng là 16 tiếng còn lại là tiếng ngủ, ăn, chơi, thì tất cả những cái thứ đấy khi mà mình không có tiền thì mình phải lo ấy. Và lo thì tất cả những cái đấy nó sẽ không còn ý nghĩa nhiều. Còn một cái câu chuyện nữa mà mình muốn nói với tất cả anh em là ở trong cuộc đời của chính bản thân mình có rất là nhiều cái loại người mà mình đã từng gặp. Nhưng mà chỉ có hai loại người duy nhất là bản thân mình sẽ không bao giờ làm việc cùng nếu mà mình phát hiện ra những cái nét tính cách kiểu như thế. Thứ nhất ấy, là trong cuộc đời này có rất là nhiều người, cái tôi cá nhân của họ rất là cao. Họ luôn luôn đưa ra cái lý do cho cái việc mà bản thân họ không làm được hay là họ sai. Họ luôn luôn, cái điểm chung của tất cả những người này là họ không bao giờ nói lời xin lỗi. Mặc dù là kể cả họ biết là họ có lỗi nhưng mà cái tôi cá nhân của họ quá lớn. Cái tôi cá nhân của họ quá lớn, đồng nghĩa với cái việc đấy là họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng là họ sai. Những người này thì đa phần là sẽ nghĩ mình rất giỏi, trong khi đấy thì bản thân lại chả làm được cái gì.
khi mà làm việc với những người này thì họ rất là cố chấp, mặc dù bạn biết là cái cách giải quyết vấn đề nó là như thế và bạn đưa ra cái cách giải quyết đấy, nhưng mà chắc gì người ta đã nghe, bởi vì là người ta là người nghĩ là mình giỏi mà. Chính vì thế nên là hãy để cái cuộc đời dạy cho họ, khi mà họ không kiếm được đồng nào hay là khi mà họ không làm được gì cho đời. Còn một cái dạng người nữa mà mình cảm thấy rất ghét, đấy là dạng người ỉ lại và lười biếng. Cái lười biếng của họ ấy không phải là ở trong cái việc đấy là họ chăm chỉ làm công việc, mà họ phải chăm chỉ trong tất cả mọi thứ. Có rất là nhiều người họ chỉ chăm chỉ khi mà cái việc đấy thực sự mang lại lợi ích về tiền bạc hoặc là lợi ích về cái điều gì đấy cho họ thôi. Chứ còn là người đặc biệt ấy thì luôn luôn người ta sẽ nghĩ rằng là tất cả những cái việc ở trong cuộc sống nó xảy ra nó đều dành cho họ hết, đều dành cho mình. Cái quan trọng là người ta có nghĩ rằng là cái việc đấy người ta cần phải giải quyết hay không. Người nhìn ra vấn đề thì nhiều, nhưng người giải quyết vấn đề thì ít. Người giải quyết vấn đề đấy nhanh và đúng thì lại càng ít hơn. Và người đặc biệt thì chắc chắn là sẽ không giống với số đông còn lại. Chúng ta có thể so sánh bản thân chúng ta với tất cả mọi thứ, chúng ta cũng có thể so sánh người ta với rất nhiều thứ. Tuy nhiên rằng là có một sự thật như thế này, là bản thân ở trong cái cuộc đời của con người thì ai cũng có những cái lúc mà người ta bị sai. Ai cũng thế, mình cũng thế, bạn cũng thế. Tuy nhiên rằng là có những cái ấy, mà mình biết là mình sai ấy, mà mình cố tình không sửa ấy, thì đấy là cố chấp. Còn nếu mà bạn nhìn ra cái điểm sai của bạn và bạn sửa nó thì đương nhiên bạn sẽ là một người có thể phát triển được. Còn nếu giả sử như ở bạn luôn luôn nghĩ rằng bản thân mình đúng thì bạn nên chơi một mình, bởi vì là tất cả mọi người đều có cái sai ấy, và chính bạn cũng sẽ có cái sai đó. Nếu mà bạn nghĩ luôn luôn nghĩ là mình đúng thì chắc chắn bạn không phải là con người, bạn là một cái gì đấy quá hoàn hảo rồi. Đấy, quay đi quay lại câu chuyện thì cũng sắp đến cái nơi mà mình chuẩn bị đi tập hip hop, tập nhảy rồi. Cái câu chuyện về đam mê thì nói ở trong cái clip trước, và cái clip trước thì mình không để ý nên là cái mic của mình nó ở quá xa cho cái việc mình nói hơi nhỏ. Mình sẽ cố gắng hạn chế ở trong những cái clip tiếp theo và sẽ cố gắng là truyền tải nhiều thông điệp, nhiều cái suy nghĩ của bản thân mình vào trong những cái clip mà mình sẽ quay. Quay lại cái câu chuyện từ đầu cái clip đến bây giờ, đồng tiền nó có quan trọng không? Đồng tiền cực kỳ quan trọng luôn anh em ạ. Khi mà bạn có tiền thì bạn có thể làm được rất là nhiều thứ. Bạn có thể mua được cái này cái kia, nó sẽ rất đơn giản thôi. Bởi vì là nếu mà mua được hết rồi thì con người ta sẽ tự nhiên bị chán đấy mà. Khi mà bạn có tiền ấy, là cái mục đích lớn hơn là bạn có thể yêu thương được những người xung quanh. Có rất là nhiều người sẵn sàng giúp bạn theo kiểu an ủi, ông ơi ông cố lên. Nhưng mà cái mà bạn đang cần ở trong cái lúc mà bạn khó khăn ấy là cần tiền. Đấy là cái mà chúng ta phải nhìn nhận một cách tử tế với nhau. Và những người nào mà dám bỏ tiền ra cho các bạn ấy, kể cả đấy là vay, kể cả là vay lãi hoặc là vay mà giúp đỡ mình trong cái khoảng thời gian mà cái đồng tiền ấy một miếng khi đói một gói khi no mà, thì mình đều trân trọng hết. Người ta tin mình, đa phần những người cho vay tiền người ta tin mình, nhưng có phải là người ta tin vào khả năng kiếm tiền của mình không? Bởi vì nếu mà bạn có khả năng kiếm tiền thì bạn đã đéo bao giờ để cho bản thân mình phải nợ. Sắp đến phút tập rồi. Một ngày 24 tiếng thì mình dành khoảng 6 đến 8 tiếng để làm việc. Còn lại là thời gian để mình tích lũy và mình nghiên cứu nhiều thứ. YouTube cũng là một cái rất là hay khi mà mình làm, bởi vì là sau này có YouTube nó vẫn còn sống ấy, thì mình có thể xem lại tất cả những cái gì hồi trẻ mình đã làm, những cái ngây ngô của thời trẻ, những cái ngày hôm nay có thể mình đang cảm thấy nó rất hay nhưng mà ngày hôm sau thì nó lại là những cái vụng dại. Thì cuộc sống nó cũng sẽ như vậy thôi. Sẽ có những cái lúc mà bản thân bạn làm những thứ rất vớ vẩn, nhưng mà về sau khi nhìn lại thì đấy lại là những cái giây phút mà bạn đang được sống đúng với bản chất, sống đúng với con người của mình. Chúng ta nên nhớ một điều là tất cả những cái tòa lâu đài ở trong cái thế giới này, tất cả những cái kim tự tháp ở trên thế giới này đều xây từ bước chân đầu tiên. Và hành trình có ngàn dặm thì cũng phải có bước chân đầu tiên. Và bước chân đầu tiên không bao giờ là cái bước chân mà chúng ta đi tốt nhất được. Ngày nào cũng làm mình.
chẳng hiểu sao mà có rất là nhiều thanh niên ở trong cái Hà Nội này đi đi cứ tố hết cả ga lên để làm gì không biết. Có nhiều ông thì đi phân khối lớn thì không nói làm gì, test 800, test 1000 đồ ga lên thì còn ok. Nhưng có nhiều ông đi quay độ bô cũng đồ ga lên. Đấy thực sự là nó không hay. Đấy là quan điểm cá nhân của mình thôi, chứ còn nhiều người thì vẫn cho rằng là đồ ga lên nó hay mà. Kiểu đang đi trên đường đấy không như này cũng bố quá hình điên. Chúng ta nên biết rằng là ở nước ngoài ấy, nhất là ở Singapore và ở bên Úc ấy, người ta cái luật kiểu chống ô nhiễm tiếng ồn nó rất kinh khủng. Ở Việt Nam thì cũng có luật đấy nhưng mà nó lỏng lẻo ấy. Còn ở nước ngoài mà mày cứ rồ ra lên là mày kiểu gì mày cũng bị công an bắt vì cái tội là gây ra cho cái môi trường sống cái sự ồn ào không đáng có. Ở đằng trước mình đang có một cô bé ở mặc cả cây trắng. Cô bé này mà đi buổi đêm mà không có đèn thì sợ lắm nhỉ. Quay trở lại với câu chuyện là mình sắp đến chỗ tập rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều bởi vì đã ngồi nghe mình nói linh tinh lang tang và hy vọng rằng là sẽ tản mạn và ngồi nói chuyện với cả anh em được nhiều hơn ở trong những cái vấn đề liên quan đến cuộc sống. Mình sẽ nói lên quan điểm cá nhân của mình nhé. Còn ai mà có ý kiến trái chiều hay là các thứ thì các bạn có thể comment phía bên dưới, mình sẽ cố gắng để trả lời. Ngày trước đây mình có một cái clip gọi là clip bỏ thuốc lá 40.000 lượt view cách đây khoảng vài năm. Mình làm cái clip vui vui thôi, xong bị chửi quá trời luôn, nhưng mà mình cứ để đấy thôi. Chỉ là mình đơn giản là mình không đọc những cái comment chửi, đọc đau lòng lắm. Đấy, đến đại học Hà Nội. Chắc là ngồi uống nước tí rồi, vì là vào bây giờ cũng chả có ai. Anh em nhớ sub nha, nhớ subscribe YouTube nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mà anh em thấy hay thì sub thôi, còn không hay thì có quyền không sub. Không ai ép được ai sống như thế nào mà. Em chào chị.